Cách đây 2 năm thì ở đây là đất trống thì mình cũng chưa thưa tưởng tượng được là nó đẹp như thế nào. Thì hôm nay cái khu của tôi nó hình thành rồi thì mình thấy nó có nghĩa là rất là giống với những cái mô hình 3D ấy. Thì tôi rất là hài lòng. Căn nhà này tôi mua gần 2 năm rồi. Tôi thấy là cũng mong đợi tới ngày nhận hôm nay. Thứ nhất là tôi đang tìm một cái chỗ mà để thư giãn. Căn nhà thứ hai đó là mà tôi thích biển. Thì tôi thấy thông tin đó là có đường cao tốc Sài Gòn Phan Thiết á, tôi nghĩ là tương lai nó sẽ rất là sáng sủa nên tôi quyết định đầu tư. Cái có thể như có cao tốc thì khả năng là đi dưới 2 tiếng. Sau này thì khách Sài Gòn nó sẽ ra Phan Thiết nhiều hơn. Tôi thấy bên Nova nói chung là làm rất là chuyên nghiệp, vào đúng hợp đồng và bảo mã hay chất lượng tôi thấy cũng rất là hài lòng.